Mến chào quý vị thính giả Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc tối hôm nay Và thưa quý, vị, quý vị, tối hôm nay thì Trinh sẽ gửi đến cho quý vị Một truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Minh Châu Truyện ngắn, bức tranh Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tôi là một họa sĩ tôi không phải là một người viết văn tôi phải tự giới thiệu như vậy ngay từ đầu không hề có ý muốn mong chờ hay cầu khẩn nơi các bạn đọc một thái độ rộng lượng ngay từ đầu tôi phải nói vậy để tự dặn mình tự ra lệnh cho mình tôi viết chuyện này ra đây là viết cho tôi cho một bức tranh tôi vừa vẽ xong thứ nữa tôi viết cho một người thứ hai viết cho tôi hoặc cho một người thứ hai một người thợ cắt tóc thì những điều tôi sắp viết ra đây cũng chỉ là những lời tự thú. Không biết đã bao nhiêu tháng nay, từ cái hôm vô tình tôi đến cắt tóc ở cái hiệu đó và phát hiện ra anh thợ cắt tóc đó, tháng nào tôi cũng tự bắt buộc mình đạp xe hai ba cây số đến cắt tóc ở đó. Cũng đã không biết bao nhiêu tháng nay, tôi cặm cụi để hết tâm sức vẽ một bức tranh sơn dầu sơn dầu vốn là một chất liệu không phải thuộc sở trường của tôi. Nhưng với cái nội dung đó, tôi không muốn dùng thuốc nước hay sơn mài. Thuốc nước, cái nghệ thuật chấm phá của thần bút, cũng như không khí lấp lánh hư ảo của sơn mài không thỏa mãn tôi. Tâm trạng một họa sĩ muốn dùng ngọn bút vẽ để tự tìm hiểu mình, tự phán xét mình. Sáng nay, tôi đã vẽ xong và lúc này tôi đang ngồi trước bức tranh tự họa của mình, tự đối diện với mình. Các bạn hãy thử tưởng tượng khuôn mặt của một người khách đang ngồi như bị đóng đinh vào chiếc ghế mọc của một cửa hiệu cắt tóc. Với một tấm khăn choàng trắng, buộc trùm kính ngực. Một cái mặt người rất lớn, chiếm gần trọn bức tranh. Những luồng ánh sáng hàng nghìn nến từ phía trước và trên đầu chiếu thẳng xuống một nửa cái đầu tóc tốt rợp như khu rừng đen bí ẩn và một nửa mái tóc đã cắt thoạt trông như một phần bộ óc màu xám vừa bị mổ phanh ra khuôn mặt của người khách một cặp mắt mở to nhìn trừng trừng vào luồng ánh sáng một cái nhìn khắc khoải kinh ngạc và đầy nghiêm khắc phần bên dưới của khuôn mặt như vẫn đang được giấu kín dưới một cái mặt nạ cây cầm hai bên mép bị phủ kín bởi bọt xà phòng không thấy rõ cái miệng chỉ trông thấy một vệt lờ mờ màu đen nổi bồng bềnh trên đám bọt xà phòng phòng to. Cái khuôn mặt đó thoạt nhìn thật xấu xí và lạ lùng, nhưng càng nhìn lâu càng giống tôi. Đó là khuôn mặt của mình, khuôn mặt bên trong của chính mình. Tôi tự nhủ thầm. Đó là khuôn mặt của tôi, lúc ngồi trên chiếc ghế mộc, đầu kê trên thành chiếc ghế được lót bằng một khúc gỗ lõm, có lót da và đang ngước nhìn lên đối mặt với người thợ cắt tóc. Để các bạn dễ theo dõi, tôi phải kể ngay rằng cách đây khoảng 8 năm tôi đang công tác ở một chiến trường cực kỳ xa xôi, giáp biên giới miền Tây Nam Bộ. Khi nhận được lệnh trở ra miền Bắc để cùng các họa sĩ ngoài Hà Nội chuẩn bị một cái triển lãm ở nước ngoài, thì tất cả tranh và ký họa của tôi vẽ trong mấy năm đã chất lên đầy một cái sạp láng giữa rừng căn cứ tôi lọc lấy chỉ độ một phần ba. Vậy mà trên đường tôi đi ra, các đồng chí phụ trách các trạm giao liên, trên từng chặn, từng chặn một, phải thay phiên nhau cử một chiến sĩ của trạm đi theo thù tranh cho tôi. Hôm đó, đoạn chúng tôi đi qua một vùng trên đất bạn nổi tiếng nhiều biệt kích, lại rất đói, cũng là cây rốn của bệnh sốt rét. Chúng tôi được nghỉ lại một ngày để dưỡng sức. Láng của nhóm khách, trên đường chúng tôi đi, dựng ngay trên đầu một cái láng khác của anh em chiến sĩ trong trạm. Buổi trưa, tôi đang ngồi vẫn vơ, ghi mấy cái dáng hòn đá thân cây trước láng nghỉ của mình, thì trông thấy một người chiến sĩ nước da xám xám và cặp môi thăm sì đang leo mấy bậc dốc từ láng dưới đi lên. Người chiến sĩ đi thẳng đến trước mặt tôi ngồi, rồi xem tôi vẽ. Rồi sau mấy câu chuyện làm quen, người chiến sĩ tha thiết thỉnh cầu tôi vẽ cho anh một bức chân dung tôi bỗng thay tự ái. Tôi là một họa sĩ, chứ đâu phải một anh thợ vẽ truyền thần. Tôi tự chối khéo bằng cái mặt lạnh lùng. Người chiến sĩ tỏ vẻ phật ý. Anh nhìn vào cái mặt lạnh lùng của tôi một thoáng, rồi lặng lặng quay lưng lại tôi, chậm rãi đi xuống dưới những cái bậc dốc. Sáng hôm sau, chúng tôi lại lên đường. Thật một điều không ngờ. Chẳng biết ai xui khiến thế nào mà chính người chiến sĩ trưa hôm qua lại thụ tranh cho tôi. Chính lại là anh chứ không phải một người nào khác. Thật là phiền cho tôi quá. Vừa ra khỏi trạm, người dẫn đường đã báo cho khách biết trên dọc đường phải vượt thật nhanh khi leo một con dốc, sau đó là một con suối rất trống trải. Đã có một vài đoạn bị bọn biệt kích bắn lén hoặc mây bay thám thính phát hiện. Cây nghệ đi đường rừng nó là như vậy nói một chữ chung chung là đèo, dốc, suối, nhưng ở thực địa mặt mũi chúng chẳng chỗ nào giống chỗ nào cả. Đi đến quá trưa, chúng tôi gặp lưng lại, lội qua một quả núi đất không dốc lắm, mọc đầy cỏ tranh đang trổ bông rất đẹp và lát đác có những hòn đá tay mèo. Những vỉa đá tay mèo mọc lởm chởm giữa cỏ tranh, mỗi lúc một dày, và khi quả núi đổ sang sườn dốc bên kia thì chỉ có rặc đá tay mèo đen kịch chúng tôi vừa thở dốc ra cả bằng mũi bằng tay nằm ngón tay bịt chặt lấy mõm đầu từng hòn đá một mạnh lần xuống ác à, thay cái bãi đá tay mèo nằm giữa khúc suối dưới chân núi có lẽ nó rộng đến 500 thước còn suối chảy đến đấy thì phình rộng ra chảy lên láng và réo lên ầm ầm trên một cái nền đá lởm chởm tuy đã được nghỉ một ngày, nhưng sau khi leo qua được quả núi, thì tôi đã thấm mệt. Tôi dò dẫm đi giữa khúc suối một cách rất vất vả, cứ dần dần bị tụt lại sau. Rồi chân tôi tự nhiên bị xỉa xuống một hẻm đang ngầm dưới nước. Tôi giơ hai tay lên trời chới với. Người chiến sĩ thụ tranh cho tôi đang đi phía trước, cách một quãng khá xa, vội vã quay lộn lại. Nếu anh không đến kịp, có lẽ là tôi bị dòng suối cuốn đi. Anh cởi chiếc ba lô sau lưng cho tôi Khoác vào trước ngực mình Anh đỡ lấy tôi Giúp tôi rút cái chân lên Rồi dịu tôi đi Tôi thở dốc Mồ hôi vả ra như tắm Hai mắt đổ đom đóm Đồng chí cố gắng lên Người chiến sĩ vừa đi Vừa động viên tôi Tôi dịu đồng chí đi nhanh qua bên kia suối sẽ nghỉ Nếu thằng L19 đến Chúng mình cứ ngồi xuống Nó chẳng thấy gì cả đâu tôi không đủ sức theo kịp đoàn được nữa qua bên kia suối người chiến sĩ lấy dầu con hổ bóp chân cho tôi lúc ngồi nghỉ rồi bắt đầu từ đó chỉ có hai người anh và tôi đi trong rừng tôi chỉ có thể đi người không người chiến sĩ vừa phải thù đông tranh của tôi sau lưng to và nặng gấp đôi một cái ba lô bình thường của khách đi đường lại vừa phải mang thêm chiếc ba lô riêng của tôi trước ngực có lẽ tất cả đến sáu bảy chục cân mà người chiến sĩ có khỏe mạnh gì cho cam tôi không nói thì chắc chắn các bạn cũng biết ngay từ lúc người chiến sĩ đến gặp tôi để nhận mang cái bó tranh tôi đã khó xử đến thế nào thế mà bây giờ trên dọc đường không những riêng cái đống tài sản của tôi mà cả chính tôi cũng đã trở thành một gánh nặng cho anh xưa nay tôi vẫn cho mình là một kẻ cũng biết tự trọng và cũng biết suy nghĩ giá người chiến sĩ tỏ thái độ lạnh nhạt hoặc mặc xác tôi nằm lại một mình tập tễnh đi một mình giữa rừng thì tôi cũng thấy là cái lẽ phải xưa nay tôi vẫn quan niệm rằng sống ở đời cho thế nào thì nhận thế ấy cái cách cư xử của người chiến sĩ đối với tôi chỉ có thể giải thích bằng một lòng độ lượng độ lượng thế nhưng tôi nhiều tuổi hơn tôi lại là một họa sĩ có tên tuổi Xưa nay tôi chỉ mới thấy lòng độ lượng của kẻ trên đối với người dưới. Bây giờ thì chính tôi, một kẻ bề trên đang được một người dưới tỏ ra độ lượng với mình. Tối ngày hôm đó, hai chúng tôi phải ngủ lại nửa đêm giữa rừng. Người chiến sĩ mắc võng cho tôi nằm, rồi ôm súng ngồi gác bên cạnh. Nhưng làm sao mà ngủ được? Tôi đến ngồi bên anh, trên một viếng đá, rừng đêm tối mò và đầy hăm dọa. Tôi xin lỗi đồng chí về cái việc hôm qua. Tôi nói khẽ bên tay anh. Tên mai, thế nào tôi cũng phải vẽ đồng chí. Một bức thật đẹp. Giá có một chỗ nào có thể chụp ảnh thì tôi không dám phiền đồng chí nhiều vậy đâu. Anh nói chậm rãi. Ác một cái, ở trong rừng chẳng có hiệu ảnh. Ngừng một hồi rất lâu anh lại mới tiếp vừa rồi tôi gặp cậu tân binh ở ngoài mới bổ sung vào mới biết không hiểu sao gia đình tôi ngoài bắc lại nghe tin tôi hy sinh thư từ ở đây gửi về ngoài ấy mất một năm mấy năm nay tôi định gửi về nhà một cái ảnh theo cái điều ao ước của mẹ tôi từ lâu mà không chụp ở đâu được tôi ngắt lời anh vậy thì tôi sẽ vẽ đồng chí một bức thật giống tôi sẽ trực tiếp mang theo ra. Đồng chí hãy viết một lá thư nữa và ghi địa chỉ gia đình cho tôi. Tôi sẽ trực tiếp mang thư và ảnh đồng chí tới tận nhà. Tôi sốt sắng bàn với anh kiếm củi nhen lửa để tôi vẽ ngay, nhưng anh ngăn lại. Đừng đốt lửa. Anh nói, sáng sớm hôm sau, anh đưa tôi đến trạm mới. Tôi hoàn thành bức chân dung người chiến sĩ thù tranh chỉ trong khoảng nửa tiếng đồng hồ tôi không thể có hoàn cảnh vẽ chậm chạp, rền ràng được. Bởi vì ngay sau đó, tôi lại phải theo đoạn lên đường đi chặn tiếp theo. Và người chiến sĩ cũng đang có nhiệm vụ mang đồ đạc cho một đồng chí cán bộ cao cấp trong một đoạn khách đi vào trạm của anh. Cả hai chúng tôi đều vội. Đến đổi anh cũng chẳng kịp viết thư mà chỉ kịp ghi cho tôi cái địa chỉ. Rồi hai chúng tôi chia tay nhau. Thành công của nghệ thuật có đôi lúc là một cái gì rất cầu ơ điều này có lẽ chỉ có anh em chúng tôi trong nghề với nhau mới thấu hiểu hết được chắc các bạn sẽ lấy làm lạ cũng có thể chẳng lấy làm lạ nếu được biết rằng cái bức ảnh truyền thần người chiến sĩ mà tôi đã vẽ vội vẽ vàng trong cái buổi mờ sáng ở trong rừng đó về sau hoàn toàn ngoài cái dự định của tôi đã nghiễm nhiên trở thành một tác phẩm hội họa nổi tiếng của tôi không những ở trong nước mà cả ở nước ngoài nữa Thật thế, chính bản thân tôi cũng không thể nào lường hết được quy luật đào thải của thời gian. Một điều thật đáng buồn là tất cả số tranh và ký họa mà tôi đã tốn biết bao công phu mang từ trong chiến trường ra chuyến đó, chẳng có một bức nào còn lại được. Mặc dù một số lớn đã được bày triển lãm, đã được in rải rác trên báo, trong khi đó, bức ảnh truyền thần của người thợ vẽ thì lại còn lại mãi mãi, như một cây đinh của sự nghiệp sáng tác của tôi trong những năm chiến tranh đáng lý ra tôi không bao giờ đến cắt tóc ở cái hiệu ấy nhà tôi cũng như cơ quan tôi làm việc đều ở phía cuối thành phố vậy mà cái hiệu cắt tóc chẳng có gì đáng phải chú ý đó ở tận đầu phía tây bắc thành phố lại nằm trên một phố nhỏ khuất nẻo có lẽ là lần đầu tiên tôi đặt chân đến sáng hôm đó một buổi sáng mùa hè tôi có công việc đến một cơ quan nhưng người tôi định tìm gặp Chẳng may lại đi vắng Tôi dắt xe ra Lượng vòng vèo quanh mấy khu phố cổ phía bắc Để ngắm nhìn những mái ngói Những mảng tường Tôi lang thang với con mắt nghề nghiệp Khoảng vài tiếng đồng hồ Buổi sáng đó Đưa trong túi tôi có một mẫu bút chì Và cuốn sổ ký họa Thì sau đó không bao giờ tôi nảy ra Cái ý định đi cắt tóc Tôi bước vào một cửa hiệu có hai ghế Nhưng cả hai đều đã có khách tôi liền quay ra, dắt xe men theo một bức tượng rất dài. Cuối bức tượng, có một cái quán băng nước mở ngay bên một cái ngõ. Một đám đông thanh niên đang ngồi nhẫn nha, uống nước chè chén và hút thuốc. Bên cạnh quán nước lại thấy một cái hiệu cắt tóc khác. Chẳng có gì đáng có thể được gọi là cửa hiệu cả. Kề sát bên mái là quán nước. Một mảnh vải ni lông tăng bộ đội, che lấy một khoảng đất bằng bốn chiếc chiếu nằm hơi thục sâu xuống vương vải đầy những lọn tóc một chiếc ghế mọc cũ kỹ có lẽ do người thợ cắt tóc tự đóng lấy trên thành ghế vắt một chiếc khăn choàng trắng khá sạch sẽ quán cắt tóc vắng thợ chỉ thấy một bà cụ già đang cầm chổi quét những lọn tóc vung vào một góc tôi dựng xe đạp vào bức tường phía ngoài vỉa hè bước vào cái quán cắt tóc thoạt trong vẻ ngoài chẳng có gì hấp dẫn nhưng điều khiến tôi có cảm tình ngay là trên bức tượng phía trên tấm gương soi có dán bức tranh nổi tiếng của tôi đó chính là bức ký họa chân dung người chiến sĩ đã thụ tranh cho tôi 8 năm về trước lúc bà cụ ngẩng lên tôi mới biết đó là một người loà ngày tiên chân của tôi bước vào bà cụ cầm chiếc chổi ngẩng lên từ từ hướng cặp mắt trắng đục về phía tôi tôi nhận thấy một nét rạng rỡ hoan hỉ đang từ từ lan ra trên khuôn mặt bà. "Bởi ông ngồi chơi một lát, cháu nó uống chén nước xong á, là bắt tay làm gây cho ông. Thưa, ông chỉ đợi cho mấy phút thôi ạ." À. Tôi đáp, "Vâng." và đến ngồi vào chiếc ghế. Bà cụ lại tiếp tục quét, nhưng có lẽ vẫn còn ấy nấy, sợ khách bỏ đi mất nên lại ngẩn lên. có báo mới Cháu nó để trên bàn Ông coi đi Tôi giơ tay cầm tờ báo trên hàng chai lọ Và chở ngay trang tư Có đăng nhiều tin tức thế giới Tờ báo hàng ngày có một số tin mới Tôi không phải loại người say mê môn bóng đá Đến mức quá khích như một số người khác Nhưng cái bài tường thuật trận đấu bóng Trên sân cỏ Ở một thủ đô bên châu Mỹ Latin Khéo quá Đã hấp dẫn tôi đến mức người thợ cắt tóc trở về lúc nào Tôi không biết tôi cứ để mặc cho người thợ cắt tóc quấn vào ngực chiếc khăn choàng rồi dùng lượt chảy qua mái tóc rồi bám thử tông đơi tanh tách bên tai rồi hình như anh ta kêu tôi để tóc quá lâu không chịu cắt cho đến lúc anh ta dùng hai bàn tay xoay cây mặt tôi cho thẳng và hất cây mặt tôi ngẩng cao lên hơn một chút thì tôi mới chịu buông tờ báo bác cắt như cũ chứ vâng trước mặt tôi kệ ngay sát lúc bấy giờ là một anh thanh niên trạc ngoại 30. Anh ta có một khuôn mặt mà hình như tôi đã từng gặp. Nước da mai mái của người đã từng ở rừng. Một chiếc sơ mi bằng vải phim trắng ngã màu cháo lòng và chiếc quần bộ đội cũ phá một vài miếng đang bốc lên một thứ mùi sinh xỉn mùi quần áo của những người thợ cắt tóc. Tôi có thói quen không sửa được, thích trò chuyện. Anh làm ở tận trong cái ngõ này, chắc ít khách Cũng đủ lắm Phần nhiều khách quen Nhưng hồi này Cái nghề chúng tôi làm ăn cũng khó khăn Tôi cãi Khó khăn là những thứ nghề khác Những công việc khác Ví như những người mua gian bán lận Chứ như cái nghề của anh Thời nào mà sợi tóc chẳng mọc dài ra Người ta bao giờ mà chẳng phải cắt tóc Nhưng bác tính Khi người ta làm ăn dư giả Có đồng tiền Thì mới năng trang điểm Tôi vẽ cây răng cái tóc chứ. Vậy thì tôi chịu anh. Anh làm nghề này lâu chưa? Đã gần 15 năm. Từ lúc tôi còn đi học và chưa đi bộ đội kia. Tôi có tính hay lãng quên những việc không đáng quên một chút nào, nhưng ông trời vốn dĩ phú bẩm cho tôi một trí nhớ, đôi lúc chớp lóe lên, có thể nhìn thấy rõ một ngày trong đời của tôi hồi 6 7 tuổi, như nhìn vào một bức tranh cũ. Thế là tôi đã nhận ra được người thanh niên làm nghề cắt tóc đó. Đúng, chính là người chiến sĩ đã thụ tranh cho tôi 8 năm về trước. Ôi chao, lúc ấy tôi chỉ muốn có một cái mặt nạ hoặc bé xíu lại như một hạt đậu trên cây ghế cắt tóc. Tôi biết nói thế nào để các bạn có thể cảm thụ được cái cảm giác phạm tội của tôi lúc ấy nhỉ? Có bao giờ bạn dọn nhà không? Khi người ta phải thay đổi chỗ ở, có những thứ đồ đạc tưởng mất biến từ lâu lục lọi tìm kiếm khắp vẫn không thấy thì tự nhiên lòi mặt ra tận trong góc tủ dưới gầm giường có những thứ đồ vật vô nghĩa có những thứ nhắc tới một chút kỷ niệm đẹp đẽ có những thứ gợi lên một câu chuyện chẳng hay ho gì tưởng đã quên hẳn cái chuyện đó thì bây giờ cái đồ vật lại từ xó xỉnh bụi bặm từ trong xó tối từ từ bò ra cái vật vô tri lại thủ thị nói chuyện với anh khiển trách anh lên án anh tại sao ngày ấy tôi đã không đưa tấm ảnh đến cho gia đình anh tại sao tôi không giữ lời hứa mà tôi vẫn còn nhớ tôi đã hứa với anh và cả với tôi nữa đinh ninh và hùng hồn lắm và cũng thực tâm lắm chứ trong cái đêm ấy khi tôi ngồi bên anh trên phiến đá giữa khu rừng bên nước bạn giá có phải chạy qua làng đạn của địch hay băng qua ngọn lửa thì tôi cũng quyết định sẽ vượt qua để đưa tấm hình về trao tận tay những người trong gia đình anh để đền đáp chút ít tâm lòng độ lượng quá lớn lao nhưng lặng lẽ mà anh đã đối xử với tôi lúc ấy mắt tôi đã rưng rưng khi nghe kể chuyện ở ngoài này bà mẹ anh đang nhầm tưởng anh đã hy sinh và buổi sáng hôm sau lúc chia tay nhau tôi lại còn hứa đi hứa lại để cho anh trở về thật yên tâm và tôi lại còn nhớ Tôi đã nắm tay nhiều lần không nở rời Tôi ôm anh Rồi thật là giả dối chưa Tôi lại còn hôn anh nữa Trước khi lên đường đi chẳng tiếp Từ bữa đó Tôi đi bộ rộng rã gần 3 tháng Thì ra đến Hà Nội Ngày đó khi đặt chân về đến Hà Nội Tôi vẫn còn mang ý định Đến thăm nhà anh ngay Và mang theo bức vẽ đến Nhưng chỉ sau một tuần lễ Tôi đã thiết lập được với cái xã hội hậu phương chung quanh những mối quan hệ mới cái không khí chiến trường tự nhiên nhạt nhòa đi cái môi nhiệt tâm của lúc còn ở trong đó vơi bớt đi không đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh tôi phải nhận rằng chỉ sau một tuần lễ được bè bạn sành sỏi nhất trong nghề đánh giá bức ký họa thật cao tôi liền lờ quên cái người mẹ đang ôm ấp mối đau khổ vì ngộ nhận con trai đã hy sinh đang ở ngay trong thành phố Tôi liền đóng gói bức ký họa chung với những bức tranh đem đi dự triển lãm Việt Nam ở nước ngoài. Ý vào ngày giờ đi quá cấp bách, tôi cũng không kịp nghĩ đến tới thăm bà mẹ anh nữa. Có những lúc con người ta không còn chỗ trú nắp, đó là cái lúc ngồi ngửa mặt lên chiếc ghế. Tôi nhận ra anh một cách chắc chắn, biết không thể nào nhầm được. Tôi chỉ còn mong anh không nhận ra tôi. Không, nhất định anh phải nhận ra chứ. Khuôn mặt tôi gần 10 năm nay chụp ảnh Thấy ít thay đổi lắm Mà cái mặt mình chỉ cách mặt anh có mấy tấc Cặp mắt anh lại đang nhìn sói vào cái mặt tôi Đang được bàn tay anh dặn ngửa ra Và mặt tôi cứ dậy lên Tôi nhắm mắt Rồi mở mắt Mỗi lúc mở mắt Tôi không thể nhìn đi đâu khác cặp mắt anh Trời ơi Có lẽ tôi ngồi trên ghế cắt tóc Ở cái quán này đã một nửa thế kỷ chốc nữa Sắp tới anh sẽ làm gì tôi đây? Đồ dối trá. Mày hãy nhìn coi, bà mẹ tao khóc đã lòa cả hai mắt kia. Bây giờ thì tấm hình tao đã được trưng trên các tạp chí hội họa của khắp các nước. Người ta đã trân trọng ghi tên mày bên dưới. Bên cạnh mấy chữ, chân dung chiến sĩ giải phóng. Thật là danh tiếng quá. Tôi là một nghệ sĩ, chứ có phải đâu là một anh thợ vẽ truyền thần. Công việc nghệ sĩ là phục vụ cả một số đông người, chứ không phải chỉ phục vụ một người. Anh chỉ là một cá nhân, với một cái chuyện riêng của anh, anh hãy chịu để cho tôi quên đi, để phục vụ cho cái đích lớn lao hơn. Anh đã thấy đấy, bức chân dung chiến sĩ giải phóng đã đóng góp đôi chút vào công việc làm cho thế giới hiểu cuộc kháng chiến của chúng ta thêm. À ha, vì mục đích phục vụ số đông của người nghệ sĩ, cho nên anh quên tôi đi hả? có quyền lừa dối hả? Thôi, anh bước khỏi mắt tôi đi. Anh cút đi. Dạ lúc đó, sau khi cắt tóc xong, anh bảo tôi hãy ngồi lại để hỏi cái món nợ 8 năm về trước. Thì có thể sau đó tôi không trở lại cái quán cắt tóc ấy nữa. Cũng nên. Thế nhưng, anh vẫn làm như không hề bao giờ quen biết tôi. Khi tôi ra về, anh chào tôi một cách thân mật nhã nhận sau khi nhận tiền cắt tóc đã gần một tháng rưỡi tóc tôi dài quá mà vẫn chưa cắt ít hôm tôi lại đạp xe trở lại ngôi quán đó nhưng vừa chớm đến nơi thì tôi đã cắm cổ đạp thật nhanh cố giấu mặt đi mỗi lần đạp vụt qua khỏi cái quán cắt tóc ấy tôi phóng hẳn sang một đoạn phố khác cứ sợ đôi mắt người thợ cắt tóc nhìn theo nhưng trong bụng lại cảm thấy thất vọng tôi lại mon men đạp trở lại. Y như một kẻ đã trở nên lẫn thẩn Tôi đến ngồi ở một cái quán nước trước cổng một cái bệnh viện bên kia đường. Cách cái quán cắt tóc một quãng. Ở đấy, khách uống nước bao giờ cũng đông. Tôi ngồi lẫn vào. Tôi gọi một chén nước, vừa uống vừa nhìn sang. Lần nào tôi cũng trông thấy anh. Nhưng có lần thấy bà mẹ anh, có lần không. Một bận Đến hai ngày liền, tôi không thấy anh thợ của tôi làm việc. Cái quan cắt tóc bỏ vắng hai ngày liền. Sáng ngày thứ ba vẫn thế, và lại thấy một người đàn bà ra dọn dẹp, chứ không phải bà cụ loại như mọi ngày. Tôi chạy sang. Chiếc ghế cắt tóc không còn nữa, chỉ còn chiếc gương và mấy chai lọ. Người đàn bà hỏi tôi: "Bác đến cắt tóc?" "Vâng. Dạ em mấy hôm nay" đang dọn cái chỗ làm mới ở phố ngoài kia. Ngày mai xong, xin mời bác đến. Vợ anh có vẻ trạc tuổi gần 30, một khuôn mặt đàn bà hiền lành. Chị vừa nói, vừa bóc tấm tranh của tôi ra. Tôi gợi chuyện. Bức tranh đẹp đấy chứ, chị nhỉ? Người đàn bà hơi đỏ mặt, cuốn tấm tranh lại một cách cẩn thận, lâu sau mới đáp. Anh nhà tôi bảo, anh bộ đội trong tờ tranh này Chính là người ta vẽ anh ấy Hồi anh ấy còn ở bộ đội trong B Cho nên mới mua về treo Anh ấy nói với chị thế Vâng Hôm trước tôi đến cắt tóc ở đây Có thấy một cụ bà Là mẹ anh nhà tôi Thế ra bác là khách quen Vâng Bà cụ bị tật lâu chưa Thưa Đã lâu Đã 9 năm nay Vì sao Bà cụ loà đi Cũng vì anh nhà tôi Ngày đó bỗng nhiên có tin ra Nhà tôi hy sinh Bà cụ đâm ốm Anh ấy là con một Bà cụ nhớ anh ấy Nửa đêm cũng trở dậy đi lang thang Cứ khóc hoài Bà cụ loà từ năm nào Chị biết không Từ 69 Từ tháng mấy Tôi cũng không nhớ thật rõ Có lẽ khoảng giữa năm Tôi ra đến Hà Nội vào đầu tháng 3 năm ấy. Nếu tôi là một người tự tế ra thì không khéo bà cụ không bị loà. Không những thế mà tôi còn có thể làm cho bà cụ khỏe ra. Chính tôi đã làm cho bà mẹ anh trở thành mù loà. Mấy lần tôi đã bước vào một cửa hiệu cắt tóc sang trọng ngay trong phố nhà tôi mà trước đây tôi vẫn thường cắt nhưng lại lấy cớ này cớ nọ quay trở ra. Mấy lần tôi định tẩu thoát nhưng chính tôi lại bắt giữ tôi lại. Tôi lại kiên nhẫn tự thuyết phục mình một cách xử trí êm nhất. Đừng bao giờ đặt chân đến trước mặt người thợ cắt tóc và bà mẹ anh ta nữa. Người ta đã dời cái quán đến một phố khác. Lần trước, anh ta đã nhận ra cái mặt của anh rồi. Thì lúc này là cơ hội tẩu thoát êm nhất. Cái người săn đuổi mình đã rẽ sang lối khác, thì mình lại cũng rẽ vào đây làm gì. Nhưng anh có đuổi theo tôi đâu để là tôi muốn tự nguyện đến nạp mình cho lương tâm tôi lại tiếp tục dụ dỗ sau hàng chục năm ở bộ đội anh ấy lại trở về làm nghề cũ chắc hoàn cảnh kinh tế của gia đình cũng khó khăn tôi nghĩ đến việc hay là vay mượn gom góp một số tiền lớn cái số tiền mà tôi đã thu được nhờ bức ký họa chân dung kia bí mật gửi cho anh vẫn không được tôi vẫn không cho phép mình lấy đồng tiền để thay cái mặt mình. Tôi lại đạp xe đến gần cái nơi anh mới dời đến. Chỗ đó là đầu một cái ngõ ăn ra một đường phố nhỉnh hơn phố cũ. Chỗ làm mới cũng soạn xỉn như chỗ cũ, chỉ hơn trước có một bức mành che. Thỉnh thoảng tôi lại đạp xe qua, đá cây mặt về phía bức mành, nghe tiếng tông đơ rỉa tanh tách và liếc nhìn cái dáng người thanh niên đang đứng cắt tóc phía sau rồi lại phóng xe vút qua đi cái anh thợ cắt tóc ở đây giờ chỗ làm rồi phải không bà tôi vừa hỏi bà chủ quán nước ở cái ngõ cũ trong khi ngồi chen giữa một đám đông khách uống nước hút thuốc và kháo chuyện vặt. anh ấy dời phố ra ngoài cách mấy ngõ thôi chắc ông là khách quen thưa vâng cái thằng tê cắt tóc số nó nhờ được con vợ một người khách bình phẩm thì còn phải nói bà chủ quán cũng nói xen vào ngày xưa khi anh ấy còn ở bộ đội trong b tuy chỉ là chỗ láng giềng thôi nhưng cô ấy chăm sóc bà cụ lúc ốm đau chẳng khác con cái trong nhà về sau anh ấy trở về cũng vì cảm tấm lòng mà lấy ông trời sinh ra con người cũng lạ con người tốt vậy Con đưa điểu cán lật lộng hết chỗ nói Cây đầu tóc tôi đã tốt quá Ngứa không chịu được Mà tại sao cứ muốn dở chứng Cứ tự đem mình ra mà hành vậy Tại sao lại cứ muốn tự dẫn xác Đến cái quán ấy cơ chứ Ngày buổi sáng đó Tôi đạp xe trở về dưới phố nhà tôi Lập tức đến cắt tóc Ở cái hiệu quen đã mấy năm nay Thật là thoải mái Dễ chịu Trời lại nắng nhạt Cũng thật dễ chịu Cái hiệu quen sạch sẽ Thơm phức bác thợ kêu ầm lên chắc hồi này nhà họa sĩ bận lắm bận lắm mấy lần đến rồi lại không có thì giờ cắt để cho cái đầu trở thành một khóm rừng bác thợ quen lại còn khuyên tôi nên làm việc có điều độ tôi lại vui vẻ đấu hót với bác như mọi lần trước kia thật là vui phải nói đây là người thợ cắt tóc giỏi nhất thành phố làm rất cẩn thận lại rất quý tôi được cắt tóc cho một nhà họa sĩ Bác cẩn thận, cân nhắc từng nhát dao, nhát kéo. Bác nâng niu cái đầu, cái mặt tôi. Những ngón tay sờ đụng vào cái đầu, cái mặt tôi như đang sờ đụng vào một vật rất quý. Thế nhưng, tôi cũng trở lại cắt ở đấy chỉ có một lần đó. Tôi quyết định phải trở lại cái quán kia. Tôi quyết định phải trường cái mặt mình ra, chứ không được lẩn tránh. Tôi không cho phép tôi chạy trốn. Tôi quyết định trở lại đấy vào buổi sáng và đến thật sớm lúc chỉ có tôi và anh để cho anh có hoàn cảnh thuận tiện chỉ vào cái mặt tôi mà hỏi bác là cái nhà ông họa sĩ ngày xưa đấy ư bác đã làm cho bà mẹ tôi khóc hết nước mắt để trở thành mù loại như thế kia được rồi vậy thì xin mời ngồi vào đây bên trong bức mành vẫn chỉ thấy bày chừng ấy thứ đồ đạc chiếc ghế mọc chiếc khăn choàng sạch sẽ vắt trên thành ghế chiếc bàn con để bánh xà phòng thơm và mấy thứ chai lọ tấm gương soi mặt khách phía trên tấm gương vẫn dán bức chân dung người thợ cắt tóc tám năm trước anh thợ của tôi ngồi quay lưng ra một chân vắt lên thành ghế đang ăn một vắt xôi gói trong lá bàn bà mẹ anh cũng có mặt ngồi xõm cầm chiếc vồ đập những hòn gạch vỡ nện chặt xuống nền đất bà cụ lại ngước mắt lên nhìn tôi như lần trước khuôn mặt đờ đẫn và hoan hỉ Thưa, ông đến cắt tóc Vâng ạ Tôi có cảm giác hồi hộp Của một anh bộ đội Giữa trận đánh đồn vừa vừa qua lớp lớp hàng rào Để bám được vào cái đột phát khẩu Lúc ban nãy Khi đạp xe vừa chớm đến quảng đường phố Ngang với bức mạnh Chỉ chút xíu nữa là tôi đã nhấn mạnh chân Vào bàn đạp cho bánh xe lăn thật nhanh Như mọi lần Thưa, ông đến cắt tóc Vâng ạ một lần nữa nếu tôi gieo thêm một chút xíu yếu đuối trên cái mặt cân tiểu ly vô hình tôi sẽ không đáp vâng ạ à, mà có thể trả lời không ạ à, rồi phóng xe đi thẳng như mọi lần anh thợ cắt tóc nghe mẹ lên tiếng mới quay người lại tôi vừa kịp nhận ra được từ nơi cặp mắt vẫn còn trẻ của anh chiếu thẳng về phía tôi một cái nhìn ban đầu soi mói ngạc nhiên rồi hơi nghiêm mặt lại nhưng những diễn biến phản ứng trên cái mặt người thợ chỉ diễn ra nhanh như một cái chớp mắt ngay sau đó anh lại trở lại cái vẻ mặt và cử chỉ từ tốn điềm đạm ân cần của một người thợ cắt tóc đứng trắng và yêu nghề da mặt tôi tự nhiên dậy cộm lên mời bác ngồi tôi cố trân tĩnh để khỏi rung lập cặp, bước tới ngồi vào cái ghế gỗ như một cái ghế tra điện bác vẫn cắt như cũ vâng bàn tay người thợ ấn cái gáy tôi xuống tôi trông thấy hai ống quần quân phục đã cũ kỹ và đôi bàn chân xỏ trong dép cao su bà mẹ anh vẫn ngồi bên cạnh cây ghế cắt tóc bàn tay giăng gieo vừa sợ soạn trên mặt đất vừa cầm chiếc vồ nện lên những viên gạch chan chác nhát trúng nhát trật từng mảng tóc trên đầu tôi rớt xuống tôi có cảm giác tôi đang ngồi cho người thợ giải phẫu não mà không đánh thuốc mê rồi người thợ cắt tóc một tay nâng ngửa cái mặt tôi lên một tay cầm lấy con dao nhỏ sáng loáng tôi khẽ liếc mắt thấy lưỡi dao sắc lệm vậy mà anh vẫn đem mài đi mài lại trên một tấm da tôi khắc khoải nằm ngửa mặt chờ tôi khẽ cử động đậy cái gáy nó như đã bị chốt vào miên cổ lõm có lót da ngay trước mặt tôi vẫn là cái bộ mặt thật của tôi vừa được lột khỏi cái mặt nạ hàng ngày đang phản chiếu trong tấm gương hàng ngày anh vẫn nói đùa một cách độc đáo với bạn rằng tạo hóa nặng ra muôn loài mỗi loài bằng một thứ bột nhão riêng khác nhau xong rồi mỗi thứ thừa một tí đem gộp chung tất cả lại để nặng ra anh có lẽ thật thế trong con người tôi đang sống lẫn lộn người tốt kẻ xấu rồng phượng lẫn rắn rết, thiên thần và ác quỷ. Bây giờ trước mặt tôi, anh nghĩ thế nào về cái luật công bằng ở đời của anh? Cho thế nào thì nhận thế nấy? Tôi xin nhận đã gây nên đau khổ cho bà mẹ anh. Tôi đã lừa dối anh, tôi đã thu thêm được tiền của và tiến tâm trên sự đau đớn của anh. Bây giờ, anh cứ trừng phạt tôi, anh xử tôi thế nào cũng được. Không bao giờ, nếu tôi xử phạt anh, nếu tôi thực hiện cái quan niệm về luật công bằng ở đời của anh Thì cái hôm đó 8 năm trước đây Khi quay lại đón anh giữa suối Tôi đã sóc ngược anh lên Rồi vứt tỏm vào khúc suối Giữa bãi đá tay mèo rồi Lần này Anh lại đối xử với tôi như lần trước đây Phải Anh cũng không trách mắng Chỉ tráng chỉ mặt tôi Không Anh cứ yên tâm Trước sau tôi vẫn coi anh là một nghệ sĩ tài năng đã có nhiều công hiến cho xã hội tôi vẫn thường gặp mặt anh ở ngoài đường luôn luôn đấy chứ một lần tôi đứng xem anh ký họa khu phố cổ một lần tôi đến xem phòng trưng bày tranh của anh một lần khác tôi đi theo mấy người bạn làm xưởng vô tuyến truyền hình đến quay chỗ xưởng làm việc và gian phòng riêng của anh anh không nhận ra được tôi đấy mà thôi bây giờ anh nói với tôi một điều gì đi khuyên tôi một lời đi không tôi có phải cút khỏi đây không không anh cứ đến đây tôi cắt cho anh kỹ lắm anh biết đấy phải gia thử lần thứ nhất tôi đến hoặc lần thứ hai trở lại và các lần sau nữa mà người thợ ấy nổi giận đuổi tôi ra khỏi ngôi quán thì chắc chắn tôi không đủ thì giờ nhìn kỹ cái mặt mình đến như thế gần nửa năm tôi đã để vào bức tranh sơn mài tất cả công sức và sự suy nghĩ Và trong suốt thời gian ấy Một đôi lần tôi cũng gợi lại chuyện cũ Nhưng người thợ vẫn một mực cố tỏ ra chưa hề bao giờ quen biết tôi Trở về là một anh thợ cắt tóc Cũng như lúc ở bộ đội Anh vẫn lặng lặng sống như vậy Để cho người chung quanh tự phán xét lấy những công việc đã làm Lời đề nghị rụt rè của anh Xin mọi người hãy tạm ngừng một phút Cái nhịp sông bận biểu chen lấn để tự suy nghĩ về chính mình. Bây giờ thì cái tác phẩm mới của tôi đã hoàn thành. Tôi đang đối mặt với chính mình để viết những dòng này như những lời chú giải cho một tác phẩm hội họa thể hiện một cái mặt người rất lớn. Những luồng ánh sáng hàng nghìn nến từ phía trước và trên đầu chiếu thẳng xuống một nửa cái đầu tóc tốt rợp như một khu rừng đen bí ẩn và một nửa mái tóc đã cắt thoạt trông như một phần bộ óc màu xám vừa bị mổ phanh ra. Phần bên dưới khuôn mặt như vẫn đang được giấu kín dưới một cái mặt nạ dưới cầm và hai bên mép, phủ kính bọt xà phòng không trông rõ miệng, chỉ thấy một vệt màu đen lờ mờ nổi bồng bềnh trên những đám bọt xà phòng và nổi bật trên cái khuôn mặt là đôi mắt mở to, khắc khoải, bồn chồn, đầy nghiêm khắc đang nhìn vào nội tâm. Quý vị tin giả thân mến, à, do là mấy ảnh hết pin nên là trên chuyển qua quay điện thoại nên là cái khung hình nó 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 bị khác lúc nãy. Quý vị vừa nghe xong truyện ngắn bức tranh của nhà văn Nguyễn Minh Châu và trên cũng muốn chia sẻ một chút xíu truyện à, ngắn bức tranh cũng là truyện ngắn đầu cũng là lần đầu tiên mà trên đọc của nhà văn Nguyễn Minh Châu khi sau khi mà đọc xong tác phẩm này thì trinh cảm thấy là quá tâm đắc quá thích tác phẩm nên là cũng có vài lời uh, muốn gửi đến cho quý vị tác giả không biết là quý vị nghe xong tác phẩm này thì quý vị có cảm nhận như thế nào trinh thì không thể có đủ ngôn từ đủ văn để mà nói hết được những cái suy nghĩ của mình đối với tác phẩm nếu mà có thời gian ngồi để viết ra thì viết được nhưng mà ngồi đây nói thì cũng không thể nói hết được thế nhưng mà khi mà đọc á, uh, mình mình cảm nhận từng từ từng từ chữ trong tác phẩm thì mình sẽ thấy cái sự uh, dằn vặt cái sự hối lỗi của cái nhà họa sĩ uh, đối với anh uh, bộ đội và trên nhận ra một điều rằng um, đối với mọi lỗi lầm trong cuộc sống á, cái sự trừng phạt mà lớn nhất đó không phải á, là bỏ tù ngay là chém là giết ngay đi chém giết ngay thì thì tử hình ngay thì rất là dễ rồi đúng không mà cái sự tự uh, mà cái sự trừng phạt lớn nhất đó là cái sự uh, dằn vặt cái sự hối hận cái sự tự vấn trong lương tâm của cái người gây ra lỗi lầm và trong tác phẩm này thì nguyễn minh châu đã làm được điều đó và khi mà mình đọc thì mình cũng cảm nhận được phần nào cái tinh thần cái dằn vặt cái lỗi lầm của anh họa sĩ uh, và khi uh, lý tưởng tới cuộc sống của chúng ta khi mà khi mà mình đọc một cái uh, tin tức thời sự ở ngoài cuộc sống của chúng ta đi giống như là lúc trước khi mà mà cái tin cái tin Nguyễn Hải Dương uh, đã sát hại 6 người ở Bình Phước thì cái cái án đối với anh ta đó là um, tử hình và tiêm thuốc độc lúc đó thì trinh nghĩ là sáu bạn người đổi lại một cái chết êm ái thì nó có đáng không Thể ra nên để cho anh ta sống lâu hơn một chút Để anh ta tự dằn vặt bản thân mình lâu hơn một chút Thì đó mới là cái sự trừng phạt lớn nhất đúng không ạ Chứ tự hình chết đi thì nó quá nhanh rồi à, Nói ra có vẻ hơi ác ha? <laughs> à Thưa quý vị, với đọc truyện của trên hôm nay đến đây là kết thúc à, Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối video Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo Bye bye